The Face Việt Nam 2023, Vũ Thu Phương mặc kệ chê bai, dùng drama tạo điểm nhấn. Chỉ mới trải qua 3 tập phát sóng đầu tiên, nhưng siêu mẫu Vũ Thu Phương đã trở thành tâm điểm chú ý với loạt drama không hồi kết tại The Face Việt Nam 2023. Trước khi chính thức lên sóng, The Face Việt Nam 2023 nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi sở hữu dàn mentor và thí sinh chất lượng. Thế nhưng sau 3 tập phát sóng đầu tiên, chương trình đã nổ ra một loạt drama cùng những tranh cãi, nhai đi nhai lại đến củ mềm trên các show thực tế. Chính điều này đã khiến vị trí của dàn mentor trong chương trình lẫn trong lòng khán giả phần nào thất thế. Đặc biệt, trong mọi cuộc chiến vô thưởng vô phạt đều có sự xuất hiện của huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Không ít netizen nghi ngờ liệu nữ siêu mẫu có đang cố tình lờ đi sự khó chịu của khán giả, cố tình tạo drama để tạo điểm nhấn giữa một loạt chương trình thực tế na ná nhau. Ngay trong tập phát sóng đầu tiên, Vũ Thu Phương đã bị đàn em tố, cô tác động vật lý và mọi chuyện càng căng thẳng hơn khi nữ siêu mẫu thẳng thắn chê Minh Triệu cùng Kỳ Duyên trên sóng truyền hình. Nữ siêu mẫu còn đang dùng trạng thái ẩn ý với nội dung gấp lửa bỏ tay người khiến ai cũng tò mò. Mặc dù chuyện cũ đã qua nhưng Vũ Thu Phương vẫn cố tình nhắc lại vấn đề giành chỗ đứng tại show thời trang của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa ngay trong The Face Việt Nam 2023. Điều này đã khiến Minh Triệu cũng như Kỳ Duyên bức xúc và lên tiếng đáp trả ngay lập tức. Vũ trụ drama của Vũ Thu Phương vẫn chưa thể dừng lại đó. Trong tập 3, khi Kỳ Duyên nói vui, em muốn những thử thách khó hơn của chị Phương, ngay lập tức Vũ Thu Phương gắt gỏng đáp lại, em bớt muốn ở chị lại, em thích thì em làm đi, chứ tại sao em phải yêu cầu, đề nghị chị, mắc gì em cứ phải sai khiến chị hoài vậy hả, Kỳ Duyên. Đa phần khán giả khi chứng kiến những màn drama không hồi kết này đều tỏ ra mệt mỏi, nhiều người nhận định đây là chiêu trò của Vũ Thu Phương, cũng như ekip chương trình. Chương trình này lấy ồn ào để câu kéo sự chú ý của khán giả thôi, tạo drama thì cũng vừa phải thôi, lố quá, làm người xem mệt. Trước những ý kiến mượn drama để nổi tiếng, Vũ Thu Phương đã lên tiếng đáp trả. Nếu so sánh mọi người với nhau trên mọi lĩnh vực, mọi giá trị thì mọi người sẽ hiểu Vũ Thu Phương có cần drama, hào quang hay không. Nếu cần thì tôi đủ sức tự làm chứ chẳng cần dựa vào bất cứ ai.